Này cô gái, cô có muốn ôm tôi không? Một ôm là 1 triệu đồng. Anh nghĩ là tiền của anh to lắm đấy à? Tránh ra. Thôi. Em ơi, khoan đi đã. 1 triệu ôm là 5 triệu. Em có thể ôm anh một cái ôm chân thành được không? Ui, anh biến thái đấy à? Người như anh có cho vào tôi không thèm đâu. Kinh chết đi được ấy. 10 triệu mà cái ôm, ai có thể ôm tôi được không? Thành công rồi. Tôi biết là anh cô đơn, nhưng nếu như anh dùng cách này để tìm một cái ôm chân thành ấy thì không có đâu. Họ sẽ đến với anh vì tiền hoặc là vì thương hại anh. Như vậy sẽ chỉ khiến anh thêm buồn thôi. Anh cất số tiền này đi. Cô không cần tiền sao? Tôi đã hứa là tôi cho ai ôm tôi 10 triệu mà. Tôi không đến đây là vì tiền. Tôi đến đây là vì đồng cảm với anh. Anh hãy cầm số tiền này để chăm chút cho bản thân mình hơn đi. Khi mà anh yêu bản thân mình thì người khác mới có thể yêu anh được. Thật sự tôi rất cảm ơn cô. Trong những lúc thế này, tôi chỉ mong là sẽ có ai đó nói với tôi những lời dịu dàng như vậy thôi. Lúc mà tôi đang cảm thấy khó khăn ấy, mà người khác bảo tôi cố gắng lên là tôi không thích đâu. Lúc đó là lúc mình cần được yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cô ấy đâu rồi nhở? Vừa thấy đây cơ mà. Này cô ơi, cô đi đâu vậy? Làm sao tôi mới tìm được cô đây? Này, cậu làm sao đấy? Một cô gái tốt như vậy sao lại để Tuấn mất thế kia? Hả? Có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa, tự nhiên cô ấy chạy đi không nói câu gì cả. Hai anh ơi, hai anh có thấy cô gái này ở đây không ạ? Là cô ấy. Các anh thấy cô ấy à? Thấy cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy phải chạy về hướng kia rồi. Mà cô tìm cô ấy làm gì thế? Cô với cô ấy có quan hệ gì với nhau à? Cô ta là kẻ lừa đảo tôi. Anh cho tôi mượn điện thoại với. Đây là số điện thoại của tôi. Có gì mà khi nào gặp cô ấy thì các anh liên hệ với tôi nhá. Bây giờ tôi phải đi đây. Tưởng gặp được cái chân ái, hóa ra lại là cái chân gì đấy không biết nữa. Không thể nào có chuyện như vậy được. Tôi cũng phục cậu nghĩ ra mấy cách vớ vẩn này. Sau này dẹp đi nhá. Cậu nhìn kìa. Hình như là cô ta. Cô ta đang làm gì thế nhỉ? Đưa đây, xem mà lường hát được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, mù mà bắt cái mũ chuẩn thế. Tại sao cô ta có thể nói một đằng rồi làm một nẻo thế kia nhỉ? Phải báo cho cô gái khi nãy. Này, người ta lấy của người giàu chia cho người nghèo, chứ không ai làm như cô đâu. Người ta còn đang bị mù nữa đấy. Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi không có cướp tiền của ai cả. Này, anh yên tâm đi. Hôm nay có bọn tôi ở đây rồi, sẽ không có bất kỳ ai làm hại được anh đâu. Đừng có tin anh ta. Anh ta lừa đảo đấy, đừng có đưa tiền cho anh ta. Cô bị làm sao đấy? Tay chân cô lành lặn như vậy mà mồm miệng cũng nhanh nhảu cơ. Thì tại sao không đi kiếm việc gì mà làm đi? Cô thấy họ chưa đủ tội nghiệp hay sao mà còn cướp với cả lòng tốt người khác dành cho họ như ấy? Cũng may là vừa nãy chúng ta nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, không thì đã bị cô ta lừa rồi. Kìa, đừng để hắn chạy. Này, trời ơi, các anh thấy gì chưa? Hắn ta lừa đảo đấy, làm gì có ai mù mà chạy nhanh được như thế không? Biết thế lúc nãy tôi mặc kệ các anh. Các anh có nhiều tiền ý thì tỉnh táo lên, đừng có bỏ tiền vào những thứ không đáng như vậy. Đây rồi, bắt được cậu rồi. Này, cậu biết là tớ tìm cậu mấy ngày hôm nay không? Mẹ cậu gọi điện cho tớ phát điên lên được ấy. Cậu về bảo với mẹ tớ ấy là đừng hòng ép tớ đi xem mắt nữa. Cô nói vậy là sao? Thế hai người là quen biết nhau à? Cô ấy không phải là lừa đảo đúng không? Cậu lại nói gì với hai người họ vậy? Xin lỗi vì đã nói dối hai anh, nhưng mà chỉ có làm cách đấy thì tôi mới có thể tìm được cậu ấy thôi. Cảm ơn vì hai anh đã báo cho tôi nhé. Có gì cho tôi được mời cà phê hai anh, coi như là cảm ơn được không ạ? Thôi, đừng có dây dưa với hai người làm gì. Họ toàn làm những cái trò quái đản thôi. Ê, từ từ đã. Thực ra là lúc trước ấy, anh chỉ tạo ra một cái thử thách để thử lòng tất cả các cô gái thôi. Hóa ra em lại là người không ham vật chất như vậy. anh định làm cái gì? Chỉ có em mới đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh thôi. Em vừa không tham tiền, lại còn thương người nữa. Như thế, khi mà cưới em về, em vừa có thể lo được vấn đề quán xuyến tài chính. Anh lại không sợ em bao giờ phản bội anh cả. Đừng nói nữa coi. Này, anh cứ nghĩ là cái tiêu chuẩn chọn vợ của anh cao lắm cơ. Nhưng mà từ lúc gặp được em ấy, anh lại thấy không cao lắm.
Bây giờ khi mà lấy anh rồi ấy, em chỉ cần ở nhà thôi, tiền sẽ là anh đưa cho em tiêu. Nhưng mà tiêu cái gì ấy, phải nghe theo lời của anh. Và em sẽ phải quán xuyến mọi chuyện nội ngoại, con cái rồi là gia đình nữa. Nhưng mà vẫn phải đặt anh lên ưu tiên hàng đầu đấy. Này, anh yêu cầu người ta nhiều như thế, thế anh cho người khác được cái gì? Anh nghĩ tiền của anh to lắm à? Anh nghĩ ai cũng thích tiền của anh đấy à? Rồi ghét nhất cái loại coi thường phụ nữ và gia trưởng như anh đấy. Còn anh nữa, hóa ra là anh cũng cá mè một lứa với cả hắn ta à? Hai người yên tâm đi, phụ nữ không thèm tiền của hai người đâu. Chúng tôi á, tỉnh táo với cả độc lập lắm rồi. Ơ kìa, này, tôi nói có cái gì sai à? Phụ nữ ở nhà tiêu tiền không sướng hơn à? Này, sau đầu cậu nói với tôi là cậu cần tìm một người yêu cậu chân thành để có công cưới làm vợ cơ mà. Bây giờ cậu lại bắt người ta ở nhà rồi đưa tiền cho người ta là thế nào? Tôi hỏi cậu nhá, cậu có phải đàn ông không đây? À, tôi nói như thế có cái gì sai? Phụ nữ người ta suy nghĩ như thế đã đành rồi, bây giờ đến cậu nữa, cậu làm sao đấy? Tôi nói thật với cậu nhá, nếu như ngay từ đầu tôi biết cậu có suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì không bao giờ tôi giúp cậu cả. Phụ nữ là để yêu thương, và tôi rất tôn trọng người mà tôi muốn lấy làm vợ, nên tôi sẽ không làm như cậu đâu, hiểu không? Ok, sao không biết nữa? Thôi, tôi xin cậu đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng bắt tớ làm mấy cái trò vô bổ đấy nữa. Tớ cũng xin cậu đấy, chứ mẹ cậu lúc nào cũng gọi cho tớ, giục tớ là bảo cậu đi xem mắt lấy chồng đi. Thôi nhá, cậu chỉ khó giúp tớ nốt lần này thôi để cho mẹ cậu đỡ gọi nữa. Và tôi thấy mẹ cậu bảo là cái anh lần này ok lắm đấy. Nhá nhá nhá, giúp tớ đi nhá. Này, trái đất này tròn quá nhở, tự nhiên mình lại gặp nhau, có duyên thật. Mà em tỏ thái độ gì đấy à? Lần đầu gặp nhau còn ngoan ngoãn lắm cơ mà, sao bây giờ lại cư xử như người không được dạy dỗ đàng hoàng thế? Câu này tôi nói anh mới đúng. Anh nghĩ là anh có thể tự tiện nắm tay tôi như thế à? Anh là kẻ biến thái à? Em cũng biết là anh rất tốt rồi đúng không? Ngay cả bố mẹ của em ấy cũng đã đồng ý gả em cho anh rồi mà. Thế nên là biết điều mà chiều chuộng anh một tí đi. Chứ ngoài kia còn nhiều cô gái lắm. Anh đứng mà ảo tưởng, tôi đã nói rồi. Tôi ghét nhất những thể loại người như anh mà. Kinh tởm. Anh bị điên à? Hết bé thôi, không người ta, tất cả mọi người đã biết là anh là loại không ra gì đấy. Cô! Này! Tôi đã bảo với cậu rồi, đã bỏ mấy cái tư tưởng ấu trĩ đó đi rồi cơ mà. Cậu bắt cô ta lại đi, hôm nay tôi phải cho cô ta một bài học. Cậu bị làm sao đấy? Muốn người ta đối xử chân thành và thật lòng với cậu ấy thì trước tiên cậu cũng phải làm như vậy đối với họ đã. Mối quan hệ giữa hai người là bình đẳng với nhau, cậu chẳng có cần gì bắt ép người ta cả. Và nếu như cậu vẫn giữ cái tư tưởng đó thì tôi hứa với cậu là từ giờ đến cuối đời cậu cũng chẳng tìm được ai thật lòng với cậu đâu. Anh ta cũng không xấu như mình nghĩ. Nếu không phải là bạn bè thật lòng đối với cậu ấy thì không bao giờ tôi nói chuyện tử tế như vậy đâu. Nên cậu hãy biết điều, im lặng và thay đổi đi. Tôi biết là em có nói giận tôi chuyện lần trước, nhưng mà tôi muốn giải thích một chút. Thật sự là tôi bị oan. Oan cái gì? Anh chẳng định lừa tôi cho lũ bạn đểu của anh đấy à? Anh cũng bị cậu ta lừa thôi mà. Còn anh không hề lừa em. Anh cũng bị rung động bởi vì em là sự thật. Có thể là bây giờ em không tin những gì mà anh nói, nhưng mà thời gian và hành động của anh sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh bằng cách nào? Anh định dùng tiền để dụ tôi nữa tiếp đấy à? Em có thể ôm anh được không? Gọi như là cho anh sạc pin. Một lần ôm là 1% pin. Đấy. Thế là vợ đã nhớ những cái gì mà anh dặn chưa? Anh yên tâm đi công tác đi, chuyện này em lo được mà. Vợ cứ yên tâm nhá. Cái hợp đồng lần này rất quan trọng. Nếu như mà anh thành công ấy, thì anh sẽ không bao giờ để cho vợ phải khổ nữa đâu. Được anh yêu thương là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em rồi. Em hài lòng với hiện tại mà. Rồi, bây giờ anh phải đi nhá. Thế bây giờ em đi chở khách đây. Yêu em. Xin chào quý khách.
cho một xe đến Gamuda nhá. À, trời ơi, cái gì đây? Trời ơi. Ôi, chị ơi. Này, cô định giết khách hàng đây à? Em xin lỗi ạ, em không biết là tại sao lại có cái này ở đây nữa. Chị có sao không ạ? Sao á? Tôi đau, tôi rất là đau đấy. Cô cần tôi phải tụt quần ra cho cô xem luôn không? Dạ không ạ, em xin lỗi chị. Hay là bây giờ em đưa chị đi viện nhá. Tôi nói cho cô biết, cô đụng phải tôi là cô nhầm người rồi đấy. Ngày hôm nay tôi đang rất bận nên là tôi sẽ đánh giá cô một sao và tôi đi xe khác. Ôi không, chị ơi, em xin chị đấy. Chị đừng làm như thế. Nếu mà bây giờ em bị khóa tài khoản thì em không biết kiếm sống kiểu gì nữa ạ. Cút, đấy là việc của cô. Chị ơi, em hứa là em sẽ trả cho chị tiền đi viện phí đầy đủ. Chị đừng chuyển đường sống của em cũng được không ạ? Chị ơi. Thế nào rồi em? Đương nhiên là nó van xin em mãi không được. Bây giờ đang khóc lóc ỉ ôi đau khổ kia kìa. Phải thế chứ. Bây giờ anh sẽ tạo áp lực, bắt nó phải đưa những cái đồng tiền mồ hôi xương máu của nó cho em, để xem nó có chịu được áp lực không. Vâng ạ. Em phải biết là ấy, tất cả những cái thứ nào mà anh làm cho em ấy, đấy là những điều tốt nhất anh mang đến cho em. Thế nên là em cứ tin tưởng vào anh nhá. Vâng. Em cũng mong ngày bọn mình sẽ sớm về ở với nhau. Anh về rồi đấy à? Mà sao hôm nay anh về muộn thế? Bình thường 6 giờ anh đã về rồi cơ mà. Thì công việc của anh có chút bận. Thế tại sao trên áo anh lại dính vết son thế này? Em làm sao đấy? Anh đi họp với đối tác, nói chung là uống nhiều lắm, bây giờ say lắm rồi, em chả nhớ cái gì cả, đừng có hỏi nữa. Anh đang giải thích với em hay là nói cho qua chuyện đấy? Em là vợ của anh, em hỏi anh mà chả nhẽ anh không trả lời em một cách tử tế được à? Cái công việc của tôi là như thế, mà tôi làm như thế đấy. Cô đã ở nhà cô không làm ra đồng nào rồi, cô còn có quyền chất vấn tôi à? Sao lại to tiếng với em? Tôi to tiếng cái gì làm sao? À, thế cái vết son trên áo của tôi quan trọng lắm à? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cái dự án của tôi mà thất bại ấy, thì cái gánh nặng đầu tiên tôi vứt đi là cô đấy. Tôi nói cho cô biết, đã không giúp được gì cho tôi ấy, thì đừng có mà xen vào chuyện làm ăn của tôi. Nhớ cho nó rõ vào đấy. Đã nghèo, gông buộc của người. Vậy đây làm gì? Thế không chạy đi theo cái tiếng gọi tình yêu của cô nữa à? Thật ra là em đang gặp chút khó khăn cho nên là... Cho nên là bây giờ cô về đây, bắt tôi phải giúp đỡ cô đúng không? Cái năm xưa ấy, tôi khuyên cô đừng có lấy cái thằng Huy rồi. Mà cô cũng nghe tôi không? Bây giờ cô gặp chuyện lại phải ăn vạ tôi à? Anh là anh trai của em mà, anh giúp đỡ em đi. Chứ cuộc hôn nhân đấy của em sắp đổ vỡ mất rồi. Em xin anh đấy, anh giúp chồng em dự án kinh doanh với công ty SVM được không? Những gì mà cô tự làm thì cô phải tự chịu trách nhiệm. Chứ bây giờ đừng có mang cái tình thân ra đây để bắt tôi phải làm này làm nọ giúp cho cô hiểu không? Bây giờ cô muốn làm được việc lớn và muốn giữ được chồng của mình ấy thì tốt nhất cô tự làm đi. Như vậy cô mới quản được chồng. Những gì mà tôi nói xong hết rồi đấy. Bây giờ thì mời cô về. Vâng, em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Chào cô. Anh uống cà phê hay gì để em gọi ạ? Không cần đâu. Tôi đến nói với cô một chuyện rồi tôi sẽ đi luôn. Dạ vâng. Cái này... Cô có nhớ cô gái tài xế hôm trước mà bị cô đánh giá một sao khi mà lúc cô ngồi lên xe và khiến cô bị thương không? Dạ em nhớ ạ. Bây giờ trong thẻ này có 100 triệu. Tôi muốn cô cầm số tiền này rồi sửa lại đánh giá giúp tôi. Anh là gì của cô ta vậy? Cái này cô không cần biết đâu. Nếu như cô đồng ý thì cầm số tiền này và sửa lại đánh giá, đừng làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của cô ấy. Còn nếu như cô không đồng ý thì thôi, coi như là hai chúng ta chưa từng gặp nhau. Dạ vâng, em đồng ý. Ơ, này, cô là ai thế? Anh ơi, vợ anh có bồ. Này, cô đừng có mà ăn nói linh tinh nhá. Tôi và cô không quen biết gì cả. Tại sao cô lại phỉ báng tôi như thế? Im mồm. Cô nói đi. Anh quen cô ta à? Có một người đàn ông cho em 100 triệu và nói là chỉ cần em gỡ bỏ một sao của cô ta thôi. Thằng nào?
Thằng nào cho cô nhiều tiền để mà lăng loàn với nó như thế? Em không biết là cô ta đang nói gì hết cả. À, đúng rồi, em nhớ rồi. Nhớ. Cái loại đàn bà rẻ tiền. Chưa biết là ai rẻ tiền đâu Huy ạ. Ờ, đây này, chính anh ta là người đã cho em tiền đấy. Anh vợ. Cậu giỏi lắm, vừa ăn cướp vừa la làng, bắt nạt em gái tôi à? Đúng là không khiến tôi phải thất vọng đâu nhỉ. Dạ, anh nói gì em không hiểu ạ, em có bắt nạt gì My đâu ạ. Anh hiểu lầm gì đấy chứ ạ? Cô ta, em không biết, em không quen biết gì cô ta hết anh ạ. Anh tiện đến đây rồi thì anh ngồi xuống đây ăn với bọn em bữa cơm ạ. Em cũng có một dự án có bàn với anh ạ. Anh giỏi thật đấy, chính mắt tôi và anh Toàn đã nhìn thấy anh và cô ta gian dình với nhau, vậy mà anh vẫn còn chối được nữa à? Em thấy khi nào? Cô đụng phải tôi là cô nhầm người rồi đấy. Ngày hôm nay tôi đang rất bận nên là tôi sẽ đánh giá cô 1 sao và tôi đi xe khác. Ô không, chị ơi, em xin chị đấy, chị đừng làm như thế. Nếu mà bây giờ em bị khóa tài khoản thì em cũng biết kiếm sống kiểu gì nữa. Cút, đấy là việc của cô. Chị ơi, em hứa là em sẽ trả cho chị tiền đi viện phí đầy đủ. Chị đừng triệt đường sống của em cũng được không ạ? Chị ơi. Không sao đâu. Từ bao giờ mà em gái chủ tịch của FVM lại phải vất vả thế này? Nếu như mà cuộc sống vất vả quá hay là không chịu được nữa thì cứ về đi. Nhưng mà chẳng phải là anh đã từ mặt em rồi hay sao? Lúc đó anh đuổi em ấy cũng là bởi vì em quá trẻ con và em chưa biết suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh nhận thấy rằng em đã có chính kiến riêng của mình rồi và em đã cũng trải qua được nhiều điều và trưởng thành hơn. Em cảm ơn anh. Với lại đây cũng là một bài học dành cho em đấy. Chọn chồng thì mình phải xét trên rất nhiều phương diện chứ không phải chỉ tình yêu là xong. Bây giờ đi theo anh. Thế nào rồi em? Đương nhiên là nó van xin em mãi không được. Bây giờ nó khóc lóc ỉ ôi đau khổ kia kìa. Phải thế chứ, bây giờ anh sẽ tạo áp lực bắt nó phải đưa những cái đồng tiền mồ hôi xương máu của nó cho em, để xem nó có chịu được áp lực không. Vâng ạ. Em phải biết là ấy, tất cả những cái thứ nào mà anh làm cho em ấy, đấy là những điều tốt nhất anh mang đến cho em. Thế nên là em cứ tin tưởng anh nhá. Vâng, em cũng mong ngày bọn mình sẽ sớm về ở với nhau. Thế mà lúc nào trước mặt em, anh ta cũng tỏ ra là người tốt anh ạ. Nếu như mà nó thích ra vẻ thì anh em mình cũng làm được cái trò đấy thôi. Quan trọng là em có muốn hay không. Người chồng tệ bạc như thế này em không tiếc đâu. Em muốn dạy cho anh ta một bài học. Được, vậy thì anh có một cách thế này. Cứ đàng hoàng mà giờ đi. Ở đây có ai dám nói gì cô đâu. Tất cả sau ngày hôm nay ý, thì cô với anh ta đã ở bên nhau công khai rồi còn gì. Còn lâu tôi mới thèm anh ta nhá. Cái loại đàn ông bám váy đàn bà như anh ta ấy, còn lâu mới lọt được vào mắt của tôi. Vợ ơi, vợ, anh biết là anh sai rồi, anh chót lầm đường lạc lối. Tại vì là vợ sinh ra đã là tiểu thư nhà giàu, thế nên cái gì vợ cũng cần, nên anh mới chót mắc sai lầm như thế. Đúng, đúng là ở bên cạnh anh, tôi không cần phải suy nghĩ gì về vật chất, bởi vì tôi quá yêu anh. Thế nhưng mà anh đã khiến tôi rất thất vọng, tôi chưa bao giờ phải nghĩ tình yêu nó lại rẻ mặt như thế đấy. Chúng ta không hợp nhau đâu anh Huy ạ. Mình chia tay đi. Coi như là giải thoát cho cả tôi và anh. Mình về thôi em. Vợ ơi,